Người sinh con gái thì lúc gả chồng cũng không khỏi giết hại vật mạng. Kể tin tà thuyết thì cúng tế quỷ thần, ắt phải giết hại vật mạng. Người có lòng hiếu khách, chiêu đãi, ắt phải giết vật. Nhiều người bệnh còn tẩm bổ cũng như kỹ thêm ăn đều vì miếng ngon vào miệng mà giết hại vật mạng. Lại thêm những lúc đi đường không khỏi vô ý giẫm đạp côn trùng, hoặc trong khi làm nghề nghiệp kiếm sống, cũng có lúc không tránh khỏi làm tổn hại mạng sống muôn loài. Cho đến những trường hợp thấy người khác giết hại mà vui mừng theo, hoặc ngợi khen khuyến khích vân vân, gộp lại trong một đời những sinh mạng bị ta giết chết ắt phải có đến hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn vân vân. Dựa vào những điều ấy mà cầu được trường thọ, liệu có thể được chăng? Xin rộng khuyên hết thảy người đời, nếu muốn được tăng thêm tuổi thọ, trước hết phải giữ giới không giết hại. Giới sát đã giữ trọn thì tự nhiên chắc chắn sẽ được tăng thêm tuổi thọ. Cứu kiến được tăng tuổi thọ. Thuở xưa có một vị tỳ kheo đệ chứng đắc lục thần thông, cùng sống với một chú sa di. Ngài nhập định quan sát thấy chú sa di ấy chỉ trong 7 ngày nữa ắt phải chết, liền bảo chú về quê thăm cha mẹ. Đến ngày thứ 8, hãy trở lại chùa, ý muốn cho chú sa di ấy được chết tại quê nhà. Nhưng không ngờ đúng ngày thứ 8, chú sa di vẫn còn sống trở lại chùa. Vị tỳ kheo liền nhập định quan sát nguyên do, mới biết chú sa di lúc đang đi trên đường về quê bỗng gặp một tổ kiến sắp bị nước dâng tràn vào, lập tức cởi áo cà sa đắp chặn xung quanh để cứu, nhờ đó mà cả đàn kiến được thoát chết. Nhờ việc này mà chú sa di chẳng những không chết yểu, về sau lại sống thọ đến 80 tuổi chứng quả A-la-hán. Lời bàn trong kinh dạy rằng, người không giết hại thì quả báo sống lâu. Xem như câu chuyện của chú sa di này thì càng tin sau lời ấy, cố cá được thoát tội. Vào đời đường ở quận Nghị Châu có người tên Mã Gia Vận, và mùa xuân niên hiệu Trinh Quán năm thứ 6, Mã Gia Vận bỗng nhiên nhìn thấy có hai người cưỡi ngựa đến đón mình. Ngay khi đó liền ngã răng ra chết. Khi ấy Gia Vận thấy mình được đưa đến gặp chủ nhân của bọn họ, tức là Đông Hải Công. Vị này có ý mời ông giữ chức quan ký thất. Mã Gia Vận từ chối, viện lẽ mình học vấn kém cỏi, Đông Hải Công cố nài ép. Ông liền tiến cử một văn sĩ là Trần Tử Lương thay mình. Mã Gia Vận sau đó liền được sống lại, còn Trần Tử Lương đột nhiên ngã lăn ra chết. Một hôm, Mã Gia Vận cùng đi với một người bạn, bỗng nhiên nhìn lên không trung dáng vẻ kinh sợ. Người bạn thấy vậy gặng hỏi, ông liền nói, tôi nhìn thấy sứ giả của Đông Hải Công đang đến Ích Châu bắt người. Sứ giả bảo tôi rằng Trần Tử Lương đã hết lời tố cáo anh, nên xem ra anh đã gần như không thể thoát tội. Nhưng trước đây khi ở đất Thục, anh có lần nhìn thấy cá trong hồ sắp bị bắt giết, liền bỏ ra 10 tấm lụa để cứu chúng. Nhờ việc ấy nên vừa rồi anh không bị bắt. Về sau Mã Gia Vận làm thầy dạy học trong trường Quốc Tự Giám cho đến cuối đời. Lời bàn khi vua Đường Thái Tông ngự tại cung Cửu Thành có nghe biết việc này, liền sai Quan Thị Lan sầm văn bản đến hỏi, nhờ đó mới biết rõ sắp chết được tăng tuổi thọ. Ở Hoa Đình có người tên Triệu Tố, một hôm đến thành phố để thăm bà con, bỗng nhìn thấy người nô bộc đã chết của mình đứng trên thuyền, ông kinh sợ đến hỏi. Người ấy nói, tôi hiện là nha dịch của Âm Ty, hôm nay đến đây để bắt ba người, một người ở Hồ Quảng, một người nữa là bà con mà ông đi thăm đó. Hỏi thêm về người thứ ba, ông ta im lặng không đáp. Triệu Tố có ý ngờ người thứ ba là mình. Tiếp đó vừa đến nhà, người bà con thì từ xa đã nghe tiếng than khóc, họ Triệu kinh hãi lập tức quay trở về. Trên đường lại gặp người nô bộc cũ nói, ông đừng sợ, nếu đêm nay mà tôi không đến thì ông được thoát rồi. Triệu Tố gặng hỏi nguyên nhân, người ấy đáp, vì trên đường đi tôi có gặp một người, vì ông biện giải nói rằng cả nhà ông đều giữ giới không giết hại, đến tối quả nhiên vẫn không thấy người ấy đến, Triệu Tố được bình an vô sự. Lời bàn đó chính là nhờ giữ giới không giết hại mà được thần linh bảo vệ, tiết chế ăn uống được tăng tuổi thọ. Có vị quan tự thừa là Tiêu Chấn, thuở nhỏ một hôm nằm mộng thấy có người đến bảo rằng ông chỉ sống đến năm 18 tuổi. Khi cha ông được bổ làm chủ sói đất Thục, ông đi theo đến nhậm chức. Quan địa phương mở đại tiệc mừng chủ sói đến nhậm chức, ông cũng theo cha đến dự. Tình cờ đi ngang nhà bếp thấy ở đó đang buộc một con bò sữa, liền gặng hỏi. Người nhà bếp thưa rằng theo lệ ở vùng này thì sau khi chiêu đãi qua 3 tuần rượu sẽ dâng món đũa ngọc. Cách làm món này, dùng đũa sắt đốt nấm đỏ rồi đâm xuyên qua vú bò sữa, sữa bò chảy ra đọng lại trên đuôi đũa thành món ăn, mùi vị rất ngon. Ông nghe qua kinh hãi gấp rút đến trình với cha. Cha ông yêu cầu nhà bếp mang thực đơn lên xem trước, thấy đúng như vậy liền truyền bãi bỏ và hạ lệnh vĩnh viễn cấm hỏi món ăn tàn khốc này.
Năm ấy Tiêu Chấn vừa được 17 tuổi, lại nằm mộng thấy có vị thần đến bảo ông có âm đức lớn, chẳng những được thoát khỏi chết yểu mà còn có thể được sống lâu. Về sau quả nhiên Tiêu Chấn sống đến hơn 90 tuổi. Lời bàn từ một món ăn mà có thể khởi tâm từ bi được tăng tuổi thọ, từ một món ăn ấy nếu không có tâm từ ắt phải giảm tuổi thọ. Khuyên những người làm thầy thuốc, nghề thuốc sở dĩ đáng quý là vì có lòng và vì có thể cứu người. Tuy nhiên thuốc men chỉ có thể chữa trị được bệnh tật mà không thể tạo thành mạng sống. Nếu dùng cách giết hại vật mạng để hỗ trợ tẩm bổ người bệnh, chẳng những làm cho bệnh ấy tăng thêm oan nghiệp mà quả báo đau khổ trong tương lai của chính mình cũng không thể tránh được. Vì sao vậy? Dù người hay vật cũng đều tham sống sợ chết chẳng khác gì nhau. Nếu giết chết một mạng để cứu một mạng, người có đức nhân cũng không nỡ làm, huống chi không chỉ giết một mạng, huống chi vẫn chưa chắc đã cứu được người. Nếu bệnh tình đã đến mức bất trị, không nỡ khoanh tay ngồi nhìn thì nên dùng pháp môn tịnh độ mà khuyên dạy, giúp người được vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Cứu giúp được như vậy, chẳng phải là lớn lao lắm sao? Thông thường con người trong lúc đang mang tật bệnh sẽ dễ dàng tiếp nhận những lời khuyên dạy tốt đẹp, bình thường có thể hung hăng bài bác, không tin Phật pháp, nhưng đến lúc băng tan ngói lở, tính mạng lâm nguy, ta có thể nhân dịp ấy mà tận tình khuyên giải, dẫn dắt giúp người chuyển hóa, đó mới là phương thuốc linh diệu bậc nhất, sửa sách chuộc lỗi. Đào Hoàng Cảnh tên tự là Thông Minh, mẹ ông họ Hắc, nằm mộng thấy thiên thần mang lư hương đến nhà, sau đó liền sinh ra ông. Vào cuối đời nhà Lưu Tống, ông được mời thỉnh làm chức thị độc, là thầy của các vị vương gia hoàng tử. Sang đời Tề, vào khoảng niên hiệu Vĩnh Minh, ông cởi triều phục theo ở thần Vũ Môn, bỏ quan tước về nơi ở ẩn. Về ẩn nơi Đồng Hoa Dương thuộc núi Cú Khúc, ông với vua Lương Võ Đế từng có giao tình, những việc quốc gia đại sự vua đều tìm đến ông. Người đương thời gọi ông là vị tể tướng trong núi. Đào Hoàng Cảnh có người học trò tên là Hoàng Khải, tu hành đắc đạo đã thoát tục. Một hôm Đào Hoàng Cảnh bỗng thấy Hoàng Khải hiện về bảo ông quyển sách thuốc do thầy chỉnh sửa có sử dụng một số côn trùng làm thuốc, tuy có lợi cho con người nhưng lại giết hại vật mạng, thượng đế do đó đã trách tội. Đào Hoàng Cảnh nghe vậy thì hối lỗi, liền soạn lại sách ấy, dùng các loại dược liệu thực vật thay thế. Ông lại đặc biệt soạn thêm vào sách ấy 3 quyển nữa để chuộc lỗi cũ. Ông cũng đến lễ tháp thờ Xá Lợi Phật ở huyện Mậu và thọ trì Nam Giới. Tháp ấy trước đây do vua A Dục xây dựng, ông từng mộng thấy được Phật thọ ký danh hiệu là Bồ Tát Thắng Lực. Khi lâm chung, ông dùng áo cà sa che thân ra đi một cách an nhiên, thọ 85 tuổi, thì hiệu là Trinh Bạch Tiên Sinh. Lời bàn giết Phật cứu người, người đời thấy có vẻ như không sai đạo lý, nhưng vì việc ấy mà bị trời cao trách tội, thật đáng sợ thay. Khuyên người không nên đánh rắn, người đời đều cho rằng rắn là loài hại người, chỉ sợ không giết được hết, thậm chí còn cho rằng đánh rắn không chết sẽ để lại tai họa về sau. Thế nhưng lại không xét kỹ rằng nếu đánh không chết sợ rắn báo oán, vậy đến chết đi chẳng phải thù oán càng sâu nặng hơn sao? Chẳng qua là chỗ thấy biết được của người đời hết sức nhỏ nhoi cạn cợt, chỉ biết chuyện đời nay không biết chuyện đời sau, nên mới nảy sinh quan niệm đoạn diệt, cho rằng mọi việc chỉ xảy ra trong một đời này rồi chấm dứt. Huống chi nếu rắn làm hại ta, ắt phải có nguyên nhân từ đời trước, nếu không có nhân đời trước chắc chắn sẽ không hại ta, còn gì phải lo liệu trước việc rắn gây hại cho ta mà giết nó. Ví như rắn có muốn hại ta cũng không nên giết nó. Vì sao vậy? Rắn ấy hẳn là do nhân đời trước đã bị làm hại, nên đời này mới đến báo oán. Nếu ta giết nó thì oán thù đời trước xem như chưa trả được, lại kết thêm oán thù đời này, chẳng phải là tạo nhân để phải chịu tai họa trong 2 đời nữa sao? Vì sao người đời không chịu suy xét kỹ, đốt hang rắn chịu quả báo diệt tộc? Phương Hiếu Nho là người đời Minh, cha ông khi chuẩn bị chỗ đất để cải táng phần mộ tổ tiên thì nằm mộng thấy có một cụ già mặc áo đỏ đến chắp tay vái lại và nói: chỗ huyệt táng mà ông để chọn đó chính là nơi ở của chúng tôi, mong ông hoãn lại cho 3 ngày, đợi con cháu tôi kịp về hết đi nơi khác rồi hãy làm, sau này tôi xin hết lòng báo đáp. Nói xong lại dập đầu lại ông 3 lạy. Người cha của Phiên Hiếu Nho thức dậy không tin cho đó là chuyện mộng mị, liền lập tức cho người đào huyệt. Khi đào lên thấy có đến hàng trăm con rắn đỏ, liền thiêu chết hết. Đêm ấy lại mộng thấy cụ già hiện đến, vừa khóc vừa nói: tôi đã chí thành cầu khẩn ông, sao lại khiến cho con cháu tôi 800 đứa đều phải chết trong lửa dữ? Ông đã diệt hết dòng họ tôi cũng sẽ diệt hết dòng họ của ông. Sau khi sinh ra Phương Hiếu Nho, nhìn đầu lưỡi có hình dạng uyển chuyển như con rắn, Hiếu Nho làm quan đến chức hàng lâm học sĩ, xúc phạm đến Minh Thành Tổ, vua hạ lệnh tru di 10 họ
Tính hết những người bị giết vừa bằng với số rắn đã chết trước đây. Lời bàn Đức Phật có dạy rằng đứa con sinh ra có ba nhân duyên, một là cha mẹ đời trước đã từng thiếu nợ đứa con, hai là đứa con đời trước từng thiếu nợ cha mẹ, ba là do có oán thù đời trước nên sinh làm con. Người đời chỉ biết những đứa con bê tha cờ bạc rượu chè là oan gia. Không biết rằng có những đứa con thành đàn uy quyền lớn rồi lại gây họa đến cả tộc họ, đó cũng là oan gia. Người đời chỉ biết những đứa con làm cho cha mẹ mất thể diện, gia đình nhục nhã là oan gia, nhưng không biết rằng có những đứa con làm vinh dự tổ tiên, rạng rỡ dòng tộc, được thọ hưởng sự cúng tế ngàn đời, đó cũng là oan gia. Người đời tranh giành cướp đoạt tài sản, ai ai cũng vì tính toán cho con cháu sau này. Nhưng nếu nghĩ cho thật thấu đáo đến những kết cục trong tương lai, thì dù hiện nay con nàng cháu đóng liệu có ích lợi gì, cả một đời vất vả khổ nhọc tích góp, chịu uổng tự làm khổ thân mình, mưu đoạt tài sản của người này người khác, để rồi đời sau cũng chính những người ấy lại sinh vào làm con của mình, khiến cho mình hao tàn hao tài phá sản. Người đời ngày nào còn biết còn thấy biết một điều một cách điên đảo, ngày ấy vẫn còn bị trói buộc ràng rịch tiếp nối, xưa nay chìm mãi đắm mãi trong mê lầm mà không chịu tỉnh ngộ, thật đáng sợ biết bao. Rắn chết được cứu độ, ông Tào Lỗ Xuyên ở Tô Châu có đứa con gái gả về nhà họ Văn. Một hôm có con rắn rượt đuổi theo con chim câu, gia nhân trông thấy liền đánh chết. Qua mấy hôm sau, rắn nhập hồn vào cô con gái của Tào Lỗ Xuyên, mượn xác nói rằng: "Ta vốn là thái thú Kinh Châu, gặp lúc hoàn cảnh làm loạn đuổi ta đến chỗ bờ sông, ta bị té xuống sông mà chết, không biết cha mẹ vợ con ta lúc này có được bình an hay không." Tào Lỗ Xuyên nghe vậy kinh hãi, nói hầu cảnh là người của thời Lục Triều, nay là đời Minh, đã trải qua các đời Trần Tùy Đường Tống Nguyên, khi ấy hồn ma mới biết mình chết đã quá lâu, liền nói: "Tôi đã phải sinh làm thân rắn, nay chết cũng không oán hận gì, chỉ mong các người vì tôi thiết lễ sám hối, tụng cho một bộ lương hoàn bảo sám, tôi sẽ rời đi." Tào Lỗ Xuyên cho thiết lễ sám hối xong, hoàng ma lại xin được cúng chay, Lỗ Xuyên liền lập tức đàn thí thuật theo pháp du già diệm khổ. Hôm sau, cô con gái liền được bình thường như trước. Lời bàn cuộc đời con người sống chết luân chuyển như hơi thở vào ra, thoáng chốc đã nhập bào thai, thoáng chốc ra khỏi bào thai, cho đến thoát chốc đã trải qua vô số lần xuất nhập như thế, sinh ra chẳng biết từ đâu đến, chết chẳng biết đi về đâu, mờ mờ mịt mịt qua ngàn đời vạn kiếp mà vẫn không biết được, thoát chốc sinh lên cõi trời, thoát chốc sa vào địa ngục, thoát chốc trở thành quỷ đói súc sinh, cho đến làm người, làm chư thiên, vân vân, vượt lên rồi chìm xuống lại vượt lên, qua ngàn đời vạn kiếp vẫn không biết được. Xưa ông Tu Đạt có lần đang ở trong tịnh thất cùng Đức Phật, Phật chỉ một con kiến vào trên mặt đất mà nói với ông: "Con kiến này từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thi ra đời cho đến nay, trải qua 7 Đức Phật ra đời mà vẫn còn đọa làm thân kiến. Thông thường mỗi một vị Phật ra đời trải qua thời gian rất lâu xa, huống chi đến 7 vị Phật. Sau khi Đức Phật Thích Ca ra đời phải trải qua hơn 1.725.000 năm thì Đức Bồ Tát Di Lặc mới từ cung trời đâu xuất đản sinh. Chẳng biết đến lúc ấy liệu con cứng kiến kia đã thoát khỏi được thân kiến hay chưa. Theo đó mà xét thì con rắn trong chuyện này trải qua từ thời Lục Triều đến nay đã thoát khỏi được thân rắn kể cũng không phải chậm. Than ôi, luân hồi đáng sợ như thế mà không chịu phát tâm cầu sinh tịnh độ để vĩnh viễn thoát ly thì có khác gì những loài vật si mê trôi vạt trong biển lớn sinh tử. Khuyên người đừng nuôi dế cá cảnh." Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ dạy rằng mạng người chẳng được lâu, như vỗ tay vang tiếng, vợ con cùng tài sản đều chẳng thể mang theo. Chỉ có nghiệp thiện ác thường bám không theo rời, như chim bay trời cao, bóng không rời mặt đất. Cho nên biết rằng việc nuôi dế hay cá cảnh tuy làm vui mắt trong chốc lát, nhưng xét cho cùng thì chẳng có lợi ích gì, chỉ tạo thành nghiệp ác giết hại mãi mãi bám theo ta. Vì sao phải khổ sở làm thọ mạng đôi mắt ngắm nhìn để rồi kết oán đời đời, mang thù thù kiếp kiếp với những con vật kia? Sau đó báo ứng, vào cuối triều Minh ở huyện Tu Vích Tô Tích, có người tên Tiết Tử Lan rất thích nuôi cá vàng, thường bắt sâu đỏ cho cá ăn, cứ như vậy đã giết hại loài sâu nhiều không kể xiết. Về sau Tử Lan mắc bệnh lạ, hai tay quơ cào khắp thân mình, như thể liên tục bóp nắm lấy vật gì ném ra, miệng nói: "Ôi, có ngàn vạn con sâu đỏ đang bò trên người tôi." Ông rên la đau đớn cùng cực không chịu nổi, cào cấu nát cả người rồi chết. Lời bàn ngày xưa tướng Bạch Khởi cho đào hố chôn sống quân nước Triệu, chỉ trong một đêm giết chết 400.000 người. Hạng Vũ chôn sống ở Quân Tần, trong một đêm giết chết 200.000 quân. Quân giặc loạn Trương Hiến Trung ở Tứ Xuyên, chặt chân tay người chắc lại thành núi. Những lúc như thế, hãy xem máu thịt chúng sinh khi thối rữa giữa con người với loài sâu đỏ kia có khác gì nhau. Than ôi, người chết vì nạn binh đao, ắt đã từng tạo nhân trong quá khứ. Người nuôi loài vọt rồi chết
rồi giết hại sinh mạng, ắt phải chịu quả báo trong tương lai, cho nên có câu rằng Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Dế trả oán: vào cuối đời Minh, có người họ Trương ở Hàng Châu rất thích chơi đá dế. Con dế nào đá thua, ông đều ngắt đầu rồi vất đi. Về sau họ Trương bị một cái nhọt lớn mọc trên lưng, bên trong nhọt thịt thối đem lại, có hình như hàng trăm cái đầu dế chạm vào đều cử động. Họ Trương chịu đau đớn, thấu xương tủy, cuối cùng gào khóc mà chết. Lời bàn: người đời tạo nghiệp căn bản đều do nơi sáu căn, khi một căn để động, năm căn khác cũng đều theo đó phát khởi. Chẳng hạn như người nuôi dế đá, căn bản ban đầu là vì con mắt muốn xem, nhãn căn tạo nghiệp, nhưng khi đi bắt dế phải lắng tai nghe tiếng dế kêu để bắt, thì lúc ấy nhĩ căn tạo nghiệp. Khi đá dế dùng tay kích động cho dế đá, đó là thân căn tạo nghiệp. So tính việc thắng thua, đó là ý căn tạo nghiệp. Thắng cuộc uống rượu thì tỷ căn, thắng cuộc uống rượu thì tỷ căn, mỗi người thì căn lưỡi nếm tạo nghiệp. Kinh Lăng Nghiêm nói đến nghiệp báo từ sáu căn chính là ý này, khuyên người quý tiết mạng sống loài trùng kiến. Người tu tích phước đức cũng giống như đứa con khéo xây dựng bồi đắp cơ nghiệp gia đình, tuy không thể thấy được sự phát triển rõ rệt, nhưng ngày ngày tích tụ, tháng tháng phun bồi, tự nhiên sẽ thành tựu nghiệp lớn như đào chuông. Người làm việc hất đất cũng giống như đứa con phá hoại gia nghiệp, tuy không thể thấy được sự hư hoại rõ rệt, nhưng ngày ngày hao mòn, tháng tháng tiêu tán, cuối cùng cũng đến lúc nhà tan cửa nát, không đất cắm dùi. Cho nên có câu rằng: chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, chớ khinh chê việc thiện nhỏ mà không làm. Vua Kiến Trả Ơn: huyện Phú Dương thuộc đất Ngô có người tên Đổng Chiêu Chi. Một hôm đi thuyền qua sông Tiền Đường, bỗng nhìn thấy dưới sông có con kiến bò trên một thân cây lau trôi giữa dòng nước. Muốn vớt thân cây lau lên thuyền để cứu con kiến, nhưng người trên thuyền không cho. Ông liền dùng một sợi dây buộc vào cây lau để kéo ly trên thuyền, cuối cùng đưa được con kiến vào bờ. Đêm hôm đó, Đổng Chiêu Chi nằm mộng thấy một người mặc áo đen đến gặp mình để tạ ơn, nói rằng: tôi là vua kiến do bất cẩn rơi xuống sông, hôm nay nhờ được ông cứu giúp, sau này ông có lúc nguy cấp xin hãy báo cho tôi biết. Trải qua hơn 10 năm sau, Đổng Chiêu Chi bị người khác vu cáo là ăn trộm, bị bắt giam vào ngục. Chiêu Chi nhớ lại lời vua kiến đã nói trước đây trong giấc mộng, trong lòng muốn báo tin nhưng chẳng biết cách nào. Có người biết chuyện liền bảo: sao ông không bắt lấy vài ba con kiến đặt trong lòng bàn tay rồi nói chuyện này với chúng thử xem. Đổng Chiêu Chi liền làm theo lời. Quả nhiên đêm ấy mộng thấy người mặc áo đen đến bảo ông hãy gấp rút trốn đi, tìm đến trốn trong núi Dư Hàng có thể thoát được nạn này. Đổng Chiêu Chi thất chót lập tức theo lời bỏ trốn, chạy đến núi Dư Hàng, quả nhiên trốn thoát được. Rồi chẳng bao lâu sau có lệnh triều đình đại xá, nhờ đó được miễn tội. Lời bàn: chớ nên cho rằng vì kiến trả ơn là hoang đường, các loài con trùng nhỏ nhoi đều có những chuyện kể không thể giải thích được. Xưa vua Phù Kim cùng với hai người con là Vương Mãnh và Phù Dung bí mật bàn chuyện xá tội cho tù nhân ở Linh Đài. Vừa định thảo chuyện chiếu, bỗng có con nhện màu đen rất lớn bay vù đến chỗ ngồi, bốp tiếng vo ve rất mạnh. Không bao lâu cả nước đều biết chuyện triều đình sắp có lệnh đại xá. Phù Kim suy nghĩ rằng ngoài hai người cùng bàn với mình thì ông ai có thể biết điều tiết lộ chuyện này, liền tra vấn các quan xem do đâu biết được tin tức ấy. Các quan tâu lên rằng hôm trước trên đường đi thấy có một đứa trẻ mặc áo đen chỉ cao chừng 3 thước đứng giữa đường hô lớn cho mọi người đều nghe rằng triều đình sắp đại xá, triều đình sắp đại xá. Tiếng hô vừa dứt thì bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Phù Kiên khi ấy mới biết đứa trẻ kia chính là con nhện lớn màu đen bay đến chỗ ngồi búp hôm trước. Thiên hạ rộng lớn, có điều gì lại không thể xảy ra? Chuyện vua kiến trả ơn cũng không đáng xem là kỳ lạ. Khuyên những người đi săn, Đức Phật dạy rằng trong lòng luôn nghĩ đến từ bi nhân hậu, tu tập pháp lành, đó là tạo nhân ngày sau được sinh vào hai cõi trời người, được hưởng phước đức. Trong lòng luôn nghĩ đến việc giết hại vật mạng để ăn thịt, đó là tạo nhân ngày sau phải đọa vào những cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Những người làm nghề săn bắn từ sáng đến tối, nhìn thấy chim thì nghĩ chuyện bắn chim, nhìn thấy thú thì nghĩ chuyện bắt thú, không thể tìm được một ý niệm nào trong tâm tưởng họ không liên quan đến việc giết hại. Vì thế nên oán cừu nói nhau không dứt, cứ dần dần xa đọa trầm luân đến muôn kiếp, không có lúc nào thoát ra. Những kẻ thường giết hại xem mạng sống muôn loài như cỏ rác, sao không suy ngẫm điều này? Lòng thương con của chim cảm động người. Tướng Đặng Chi mang quân đi đánh Phù Lăng, một hôm nhìn thấy chim mẹ đang mớm mồi cho chim con, dương cung bắn nhưng không trúng, chim mẹ bắn trượt. Nhưng vì có những con chim con
ở đó nên không nỡ bay trốn đi, vẫn đứng yên nơi ấy, đạn chi bắn lần nữa chim bị trúng tên, vẫn mang mũi tên trên thân mà tiếp tục mớm cho con ăn. Loài ngậm mồi nhẽ bên cạnh chim kêu chim chiếc gọi chim con tự lấy mồi ăn, cuối cùng mới kêu lên một tiếng bi thương rồi chết. Mấy chú chim con cùng kêu tiếng bi thương không ngừng. Đàn chi hết sức hối hận, tự mình ta làm trái với bản tính muôn loài, ác sắp phải chết rồi. Quả nhiên không bao lâu sau bị chung hội hại chết. Trong cuộc đời không gì bi thảm hơn là lúc người mẹ trẻ mắc bệnh nguy kịch sắp mất, gọi các con còn thơ ấu đến bên giường nắm tay vĩnh biệt, lưu luyến dặn dò, một lời nói ra ruột gan quặn thắt trăm lần, quyến luyến không rời, phút chốc lệ tuôn như mưa đổ. Trong lòng để lo có người tùy tiện ngược đãi con mình, lại còn sợ về ghẻ mai sau hành hạ, nhìn thấy trước tình trạng côi cút của các con nên hồn phách khi ấy hết sức đau đớn bi thương, nghe tiếng kêu khóc của con trẻ mà ruột gan mình như xé nát, như bị xé nát. Sự bi thảm cùng cực như thế trong kiếp người thật ra đều do nghiệp ác từ đời trước chiêu cảm mà thành, vì thế nên lúc ấy phải chịu đựng mà không có cách gì thoát được. Săn bắt thú chịu quả báo trong nồi nước sôi. Lô Ma Nhi ở Phần Châu, cả nhà làm nghề săn bắt thú. Một hôm, ông cùng với đứa con trai là Lưu Sư Bảo bỗng kế tiếp nhau lăn ra chết phía bắc nhà. Ông có người hàng xóm Kỳ Lũng Y bị bệnh chết rồi tự nhiên sống lại, nhân đó kể với mọi người rằng lúc ở dưới âm ty có nhìn thấy hai cha con Lô Ma Nhi bị nấu trong chảo nước sôi, da thịt rã dần đến hết sạch, chỉ còn nhìn thấy xương, sau đó rất lâu thân xác mới trở lại như cũ. Lũng y hỏi nguyên nhân, liền có người đáp rằng trước đây thích đốt lửa để xua đuổi mà bắt thú nên nay phải chịu tội như vậy. Lời bàn kinh Phật dạy rằng trong cảnh giới địa ngục, mỗi một ngày đêm có vạn lần chết đi, sống lại mỗi khi thọ hình đến mức chết đi liền có gió thổi qua làm sống lại, tiếp tục phải chịu đựng hình phạt khổ sở ấy. Nếu nghiệp báo chưa hết thì dù kéo dài cho đến lúc đất đai sông núi đều hư hoại, hình phạt ấy cũng chưa từng được dừng nghỉ trong giây lát. Cho nên kinh Địa Tạng có nói rằng khi thế giới này hư hoại, người thọ nghiệp báo chuyển sinh sang thế giới khác, khi thế giới ấy hư hoại lại chuyển sinh sang thế giới khác thuộc phương khác, khi các thế giới thuộc phương khác ấy đều hư hoại lại lần lượt chuyển sang thế giới phương khác nữa, đợi cho đến khi sau thế giới này hình thành xong thì trở lại đây tiếp tục thọ nghiệp. Than ôi, không nghĩ đến thì thôi, nếu suy xét kỹ thật là đáng sợ biết bao. Người với nai cùng chết. Ở Lư Lăng có người tên Ngô Đường, rất giỏi săn bắn, khi đi săn thường dắt theo đứa con trai nhỏ. Một hôm gặp nai mẹ dẫn theo nai con, Ngô Đường bắn một phát trúng nai con dễ xuống đất ngã xuống chết. Nai mẹ kêu lên tiếng bi thương rồi chạy đi. Ngô Đường liền nấp vào trong cỏ lùm cỏ rậm, rình thấy nai mẹ quay lại thì lưỡi liếm xác con, liền dương cung bắn chết luôn nai mẹ. Không chốc bỗng thấy có một con nai nữa, liền bắn ngay, hóa ra mũi tên trúng vào con nai mình. Ngô Đường ôm con khóc rống lên. Chợt nghe giữa không trung có tiếng nói, Ngô Đường nai kia cũng thương con, có khác gì ngươi. Ngô Đường lúc hết sức kinh hãi, bỗng thấy xuất hiện một con cọp vừa lấy đứa trẻ, cắn đứt một cánh tay khiến nó chết ngay lúc ấy. Lời bàn có người hỏi, trị tội người không nên liên lụy đến con cái. Ngô Đường tất nhiên đáp án, nhưng con trai còn nhỏ của ông ta nào có tội gì, oán ghét người cha mà giết hại đứa con. Lưới pháp âm ty liệu có khắc nghiệt quá chăng? Đó là không biết rằng người làm thiện ắt sẽ sinh vào nhà làm thiện để cùng hưởng phúc, người làm ác ắt phải sinh vào nhà làm ác để cùng chịu tội. Đứa con trai Ngô Đường chắc chắn đời trước đã từng làm nhiều việc ác, phải chịu quả báo bị cọp vồ mà chết, thế nên mới sinh vào nhà đường Ngô Đường để chịu tai họa ấy. Như vậy là để cho thiên hạ biết mà kiêng sợ, để người cha biết được sự trừng phạt là như thế. Nhân duyên hội tụ thành những điều như vậy đều là do nghiệp lực không thể nghĩ bàn chiêu cảm mà thành. Đức Phật có nói, khi thời gian một kiếp sắp hết, tuổi thọ trung bình của con người chỉ còn 10 tuổi, chúng sinh gặp nhau, tất cả đều sinh tâm ác độc giết hại lẫn nhau, không chút từ tâm thương xót. Cũng giống như người thợ săn ở chốn núi rừng, khi nhìn thấy buôn loài cầm thú chỉ khởi tâm ác độc muốn giết hại mà thôi, không chút thương xót. Vì thế khi kiếp này sắp hết, trong vòng 7 ngày cuối cùng, cỏ cây đất đá đều hóa thành đao trượng, chúng sinh nhân đó tàn hại lẫn nhau, cho nên sau khi chết đi rồi tất cả đều đọa vào các đường ác. Xin khuyên hết thảy người đời, khi nhìn thấy đồng loại nên khởi sinh tâm từ bi cứu độ, khi nhìn thấy muôn loài chúng sinh cũng nên khởi sinh tâm từ bi cứu độ, dù sinh ra ở đâu cũng phát tâm nguyện bồ đề. Được như thế thì dù có tội chướng đã tạo từ trước đây cũng sẽ tức thời tiêu tan như băng tuyết dưới ánh mặt trời. Khuyên những người đánh bắt chim
Chim chóc tuy lời lòi vật nhỏ nhoi, nhưng khi chim trống đi xa, chim mái cũng kêu lên những tiếng buồn thương. Khi chim mẹ không về, chim con cũng biết chim chỉ kêu rang đợi mớm mồi. Những tình cảm ấy so với con người thật không khác biệt, ví như rơi vào cảnh đôi bạn chia lìa, mẹ con ly tán, ắt phải kêu tiếng bi thương, bỏ ăn mất ngủ, sầu thảm không nơi nương tựa. Cho nên có câu rằng: chia rẽ trong mái trong loài vật, phải chịu quả báo vợ chồng ly tán, giết hại con cái của loài vật, phải chịu quả báo con cháu mình chết yểu. Nhân quả rõ ràng không hề sai dối. Ba con chim én nhớ ơn. Vào thời nhà Tống, ở Nghiêm Châu có người phụ nữ tên là Vương Á Tam. Một hôm nhìn thấy con mèo vừa chết chiên én mẹ, liền mang cơm đến nuôi ba con chim én con trong tổ đến khi chim lớn bay đi mất. Mùa đông năm ấy, Vương Á Tam qua đời. Tiếp đến mùa xuân năm sau, có ba con chim én bay về lượn quẩy quanh nhà. Người mẹ của Vương Á Tam liền nói: có phải chim én tìm Á Tam chăng? Á Tam đã chết, chôn ở sau vườn. Ba con chim én liền bay vào vườn, kêu tiếng đau thương rồi nằm chết trên mộ của Vương Á Tam. Lời bàn con người liệu có ai nhớ biết ơn xưa, tình sâu nghĩa nặng, được như ba con chim én này chăng? Xen qua chuyện này rồi thôi, buồn đâu mà hổ thẹn. Chim khách chọn huyết tán, huyệt tán, huyệt phủ tấn. Có cù công là người nhân hậu, đức độ sâu dày. Một hôm, ông nhìn thấy con chim khách mang trên mình một mũi tên, cất tiếng bi thương đau đớn. Ông thương xót liền nói: nếu mày muốn giúp tao nhổ tên ra thì mau đáp xuống đây. Chim khách quả nhiên bay đáp xuống trước mặt ông. Cù công nhổ mũi tên ra, nuôi dưỡng chim trong mấy ngày cho mình thuộc rồi thả bay đi. Về sau khi cù công muốn cải táng cha mẹ, đã tìm được chỗ đất tốt nhưng không biết chọn huyệt nơi nào. Khi ấy bỗng nhiên có một bầy chim khách tụ tập đến. Một con chim khách bay đến ngậm chéo áo cù công rồi bay lại một chỗ đất trong phần mộ. Liên tiếp 3 lần như vậy, cù công liền nói: nếu nơi ấy đúng là huyệt tốt, mày hãy kêu lên 3 tiếng. Chim khách lập tức y lời kêu lên 3 tiếng. Cù công cho mời thầy địa lý đến xem xét lại. Quả nhiên chỗ đất ấy rất thích hợp, liền cho đào huyệt tán vào. Về sau, hai con ông là cù sĩ Đạt và cù sĩ Tiễn dự thi hương đều đỗ, con cháu về sau càng ngày càng hưng thịnh. Huyệt tán tốt xấu đều do nơi tâm mình mà ra. Tổ tiên hung bạo mà tự tâm mình không biết cách tu đức nhân, chỉ hướng ra bên ngoài mang linh cữu đi tìm chỗ đất tán cho tốt đẹp, đó chỉ là kiểu ngu muội mà thôi. Lưới bắt chim bị mắc bệnh lạ ở Bà Dương, có người thợ nhuộm họ Đổng ưa thích việc lưới bắt chim, bắt được rồi dùng que trúc xuyên qua đầu chim, đặt trên lửa rơm thui chín xong làm sạch lông rồi đem bán. Số chim đã bị ông giết hại như thế thật nhiều không đếm xuể. Về sau họ Đổng bỗng nhiên mắc một chứng bệnh kỳ lạ, da dẻ toàn thân hóa thành thô ráp như cỏ cây, như vỏ cây. Ngứa ngáy lạ lùng không sao chịu nổi, phải dùng rơm khô đốt lên họ hơi lên hơi nóng cả người. Sau đó ông lại mắc chứng đau đầu, phải nhờ người dùng que trúc đánh vào đầu mới chịu. Họ Đổng bị hành hạ đau đớn như vậy đến 3 năm rồi mới chết. Lời bàn dùng que trúc mà đánh vào đầu, dùng lửa rơm mà hơi toàn thân đều là những chuyện khổ sở đau đớn. Vì sao họ Đổng lại muốn được chịu đựng những điều như vậy? Ấy là vì bản tính con người vốn hiền thiện, lưới bắt chiên chấp để giết hại, đó là làm những việc người ta không nên làm, do đó phải chịu quả báo dùng que trúc đánh vào đầu. Đốt lửa rơm hơi nóng toàn thân đều là muốn những việc người khác không hề muốn. Kẻ bày chim mổ xác, mổ xé thân xác. Vào cuối triều Minh ở Vũ Tấn, có người tên Cố Mơ từng bắt chim chóc nhiều vô số. Về sau ông ta mắc bệnh nằm liệt giường, tự nói với người nhà rằng: hôm nay có chim đến mổ vào tay tôi, rồi lại nói có chim đến mổ vào chân tôi. Mỗi ngày lại thay đổi nơi bị chim mổ, cho đến lúc cảm thấy toàn thân bị chim mổ rát. Khi ấy đã nghỉ bệnh được 49 ngày, lại nói với người nhà: hôm nay có chim đến mổ mắt tôi. Nói xong liền chết. Người nhà đến nhìn quả nhiên trong mắt không còn đồng tử. Lời bàn người nuôi nhốt chim trong lòng, tuy không lấy mạng chúng cũng không tránh khỏi tạo nhân gian cầm trong lao ngục, phải nên kiêng sợ chớ phạm vào. Đạn sắp xuyên vào bụng, huyện Công Sơn có người tên Cung Phúc dùng súng bắn chim rất giỏi. Và mùa hạ năm Nhâm Dần thuộc niên hiệu Thuận Trị, một hôm âm cầm que lửa soi vào chỗ thuốc súng, tàn lửa bay ra rơi vào thuốc súng bốc cháy dữ dội, râu tóc âm đều cháy sạch, lại bị một viên đạn sắt xuyên qua ngực vào tận trong bụng, chết một cách hết sức thê thảm. Lời bàn hàng người này chắc chắn sẽ phải sa đọa vào địa ngục Thiết Hoàng. Sau khi ra khỏi địa ngục, nếu sinh làm người ắt phải chịu một trong 3 loại quả báo: một là chết vì lửa cháy, hai là chết vì súng đạn, ba là vì sợ hãi phát cuồng mà chết. Đức Phật Thích Ca trong vô số kiếp trước đây đã từng có lần làm vị thiên vương cõi trời Đao Lợi đánh nhau với loài Atula. Khi ngài định dẫn binh quay về, bỗng nhìn thấy một con chim kim sý làm tổ trên cây đại thụ, liền suy nghĩ: nếu quân ta đi ngang đó, trứng chim kim sý
ác sẽ bị phá hoại mất, liền ra lệnh cho người đánh xe quay trở lại không về nữa. Quân Atula thấy Đế Thích bất ngờ quay xe lại thì kinh hãi lui về. Nhờ một ý nghĩ nhân từ mà lần đó Đế Thích được chiến thắng. Đến như vua trời Đế Thích còn không nỡ làm hại chỉ một quả trứng chim, huống chi những kẻ phàm phu phước bạc đất mỏng lại có thể xem thường mạng sống chúng sinh như cỏ rác được sao? Khuyên những người làm nghề đồ tể, dê lợn tuy là ngoài loài vật nhưng tâm lý tham sống sợ chết so với chúng ta không khác biệt. Hãy xem như kim nuôi lợn, như nhà kia nuôi lợn vừa chịu giá bán cho đồ tể, con lợn ấy liền rơi lệ bỏ ăn, tuy miệng không thể nói ra lời nhưng trong lòng đã biết mạng sống mình chẳng còn được bao lâu. Thế cho nên đến lúc bị người dùng dây buộc liền kêu gạt chấn động, bị lôi dắt ra khỏi cửa thì run rẩy kinh hoàng. Người đồ tể bước đi một bước là một bước hải hùng đối với con lợn ấy. Trên đường gặp được người nào cũng đều hết lòng trông mong được người ấy cứu mạng, cho đến khi đã vào lò mổ thấy người đồ tể nắm tay áo vung dao hướng đến thì lớn tiếng kêu thét lên, nhưng kêu với trời cũng chẳng thể lên trời, khóc với đất cũng không thể chui được vào đất, nhìn phải nhìn trái không có ai là người không muốn giết hại mình, ngó trước ngó sau toàn là những dụng cụ để giết hại mình. Chỉ trong chốc lát bị vật ngửa trên sàn, dao sắc để rạch sâu vào bụng, lúc bấy giờ như dầu sôi đổ trên đỉnh đầu, lúc bấy giờ như ngàn vạn mũi kích cùng xuyên thấu tim gan. Tiếng kêu thê thảm đau thương cùng cực rồi chuyển sang liệm tắt dần, mắt vội nhắm nghiền vì máu tuôn lai láng.